Mến chào quý vị và quý khán thính giả đã đến với kênh Radio Tâm Linh. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 48 của bộ truyện Thuật Săn Sinh Tử. Liệu bên dưới có phải là ấn ký tối thượng hay không? Thì mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Trường 341 Phòng ấn tối thượng 4 Lạ quá, huyết điệp bay đi, tìm đồ vật chưa bao giờ sai, nếu phong ấn không có ở đây. Sao con bướm lại quẩn quanh trong khu vườn này, còn ba cái xác máu và phong ấn tứ tượng, giải thích làm sao đây? Tiểu yêu tinh nhăn mặt, khó hiểu. Tôi cũng nghĩ như nó, ba cái xác và phong ấn tứ tượng được kết tạo từ những loài hoa khắc hại. Chắc hẳn không phải là chuyện ngẫu nhiên, A à, lại vô cớ chôn xác người thân, chôn ở dưới những gốc hoa và đặt phong ấn lên trên đó chưa? nhưng lý do thực sự là gì thì nhất thời cũng không đoán ra nổi gia tộc này đúng là kỳ lạ những bí mật mà bọn họ đang che giấu chắc chắn không chỉ có ba cái xác máu tanh tuổi nằm lặng im dưới khu vườn rợp bóng cây còn dấu vẫn chưa tìm thấy đột nhiên lại nảy sinh thêm nhiều vấn đề không thể lý giải khiến chúng tôi vô cùng bối rối tôi hỏi cao sơn tuyết cô có biết ông nội cha và chú đã chết như thế nào không Bà nội chỉ nói là do phong ấn bị thứ gì đó cho nên thất bại mà chết thôi. Cái chết của mấy người họ có lẽ liên quan đến thứ mà họ đang phong ấn, tìm ra ấn ký tối thượng và phong ấn thực sự ở đâu, có vẻ không đơn giản như chúng tôi vẫn tưởng. Chẳng trách ngay cả thế lực hắc ám đứng sau chống lưng cho gia tộc Cao Sơn cũng không tìm ra được. Phải họp bàn nhau lâu đến như vậy. Lão bà chết thảm như vậy. Phải chăng vì bà ấy không đồng ý giao nộp ra hai món vật đó? Hai món báu vật vốn là gia truyền cho người kế nghiệp. Hiện tại thời gian không còn nhiều nữa. Nếu không tìm được ấn ký, hai lớp phong ấn ấy sẽ cùng bị phá vỡ. Yêu ma quỷ quái từ thời cổ đại tới nay chạy thoát ra bên ngoài. Nhưng thời gian quá gấp rút, tôi không biết phải làm sao bây giờ. Có thể mổ xác chết ra xem một chút được không? Biết đâu ấn ký bên trong xác Tiểu yêu tinh trầm ngâm Nhìn ba cái xác nãy giờ Cuối cùng cũng lên tiếng Cái này Cao sườn tuyết Không đồng ý cũng không từ chối Nói gì thì nói Nghĩa tử là nghĩa tận Người đã chết kiên kỵ nhất là động chạm Chứ đừng có nói đến mổ xẻ Đây còn là người thân Cũng là những người có vị thế đứng đầu gia tộc Cao sườn tuyết là vận con cháu Đương nhiên không dám tùy tiện Cho dù tất cả đều đã thành xác máu đi chẳng nữa Nhóc nghi ngờ Ấn ký đang giấu trong mấy cái xác đó hay sao Tôi hỏi Tiểu yêu tinh lắc đầu nói Nó cũng không biết Nhưng cái xác của người thân nuôi trong vườn Đều biến thành xác máu Đây là một việc cực kỳ xui xẻo và tồi tệ Lão bà làm ra chuyện hệ trọng thế này Hẳn là có lý do của bà ấy Nhưng vườn hoa có bao nhiêu tấc đất Đều bị chúng tôi cẩn thận đào lên hết cả rồi Đào sâu xuống ba thước Vẫn không thấy gì Vậy thì chỉ còn ba cái xác máu kia thôi Cao Sơn Tuyết suy nghĩ một chút, có lẽ cũng cho rằng suy luận của tiểu yêu tinh con lý nên cuối cùng cũng đồng ý để chúng tôi khám nghiệm tử thi. Cô ta cũng không thể nghĩ lâu hơn được nữa, dù sao thì Cao Sơn Vũ cũng sắp quay trở về. Nếu biết được những chuyện cô ta làm, thế nào cậu ta cũng kịch liệt phản đối, khi ấy sẽ hỏng hết việc lớn, công sức cô ta bỏ ra cũng vì thế mà đổ sông đổ bể. Chưa kể Cao Sơn Vũ, chắc chắn sẽ đem những hỗn đoạn vừa rồi diễn ra thông báo hết lên trên về sau cậu ta sẽ trở thành phòng bị hơn với Cao Sơn Tuyết. Và thế lực hắc ám cũng đã ra tay với lão bà, cũng có thể trừ khử Cao Sơn Tuyết nếu xác định cô ta là mối đe họa không thể kiểm soát. Nếu may mắn tìm thấy mọi thứ bây giờ, tất cả sẽ thuộc về cô ta. Nghĩ vậy, Cao Sơn Tuyết nhanh chóng quyết định. Người chết, cũng đã chết rồi. Bà nội đã nuôi dưỡng họ ở đây, biến họ thành huyết thi. Chắc chắn lý do của bà ấy. Nhưng sự việc đã đi đến nước này tôi cũng không còn lựa chọn nào khác Đợi tôi một chút Để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên Cao Sơn Tuyết thắp một bó nhang Đốt một giò đầy tiền giấy Ông nội Cha, chú Mỗi người bái lại một lần Dập đầu sát đất chín lần Khấn nguyện trước thi hài Sau đó mới để chúng tôi đem thi thể của ba người ra mộ xẻ Ban đầu tiểu yêu tinh dùng dao găm Mổ xuống rất nhiều lần Nhưng da thịt bị cắt mãi không đứt Đến một vết xước cũng không cớ nổi, vậy nên vẫn phải nhờ đến thanh kiếm đầm xu. Tôi bảo con bé tránh ra, chĩa mũi kiếm đầm sâu xuống, từ trên ngực xẻ dọc xuống bụng, nội tạng đều phơi bày ra ngoài. Trong hai cái xác gầy gò ốm yếu, bốc lên cái mùi hôi thối không sao chịu nổi của cha và chú Cao Sơn Tuyết, chỉ có chất dịch nhầy màu đen đặc như hắc yến, ngoài ra không có gì. Đến lượt ông nội của cô ta, tất cả chúng tôi đều hồi hộp chờ đợi, vì đây cũng là cái xác cuối cùng tôi mừng rỡ trong lùng ngực ông ấy lôi ra một cái ấn phật ấn phật vừa rồi được đưa ra ngoài cái xác lập tức nổ tung thành một thứ chất dịch đen ngòm hôi như nước cống vậy phật ấn nếu thế thì kỳ lạ tên quyền lùn cẩn thận nhìn về phía ấn phật trước mắt ông nói cái gì mà kỳ lạ tôi hỏi tên lùn đáp ngay thì Phật ấn này lạ chứ còn lạ cái gì? lạ chỗ nào? Tôi lại hỏi. Phật ấn vốn là vật thiêng. Người có Phật ấn trong cơ thể không thể nào biến thành huyết thi. Hiện tượng thi biến sẽ không bao giờ xảy ra đối với những người này. Bởi vì Phật ấn cũng giống như xá lợi Phật. Tôi nói kỳ lạ là kỳ lạ ở chỗ đó đó. Tên lùn đáp. Nếu quả đúng như những gì tên quyền lùn nói, thì có lý do hợp lý cho việc làm mà lão bà đã làm. bà người chết đi là người chồng người con trai, nếu không phải thi thể bọn họ xảy ra vấn đề nghiêm trọng thì lão bà đã không nỡ đem ba cái xác bọn họ phong ấn dưới khu đất này. Sở dĩ lão bà ngày đêm thăm nom cẩn thận khu vườn là vì bà ấy sợ nếu chẳng may phong ấn bị phá vỡ, bọn họ sẽ biến đổi triệt để, hóa thành huyết thi, độ đất sống dậy, đâu phải vì thú vui ngắm hoa thưởng trà. Nhưng rốt cuộc, vì sao mà ấn vật lại ở trong cơ thể của ông nội Cao Sơn Tuyết thì chúng tôi cũng không biết, của ta cũng vậy. Tên quyền lùn muốn xem xét kỹ một chút nhưng ấn vật dính đầy chất dịch nhảy hôi tanh nên anh ta cũng không dám nhặt nó. Và lại cũng là thứ lăn ra từ trong một cái xác bề bết máu. Người vốn nhát chết như tên quyền lùn đương nhiên cũng có chút sợ hãi. Ấn vật này có thể liên quan đến vòng ấn mạnh nhất được gọi là phong ấn địa tạng cho nên Cao Sườn Tuyết thu hết những khí tức bước tới. Dùng một chiếc khăn tay quấn quanh ấn vật tay còn lại thì biệt mũi cố ngăn cái mùi hôi thối khủng khiếp đang sộc vào trong khoang mũi. Ấn vật không biết đã nằm trong bụng xác chết bao nhiêu lâu rồi, nên rất nặng mùi. Sau khi xem qua một chút, cô ta nói bằng giọng mũi. Ấn vật này, hình như đã có lần tôi từng nhìn thấy, ở trong vòng của bà tôi, cũng là một loại phong ấn rất đặc biệt. Nói tới đây, cô ta câu mày như đang nghĩ đến điều gì đó. thấy vậy tôi hỏi. Nhớ ra chuyện gì không ổn sao Cao Sơn Tuyết nói Tôi đã từng nhìn thấy ấn vật này trước đây Nhưng nó không phải của gia tộc Cao Sơn chúng tôi Còn nhớ ngày ông nội trở về Với ấn vật này trong tay Ông nói với bà tôi Ông tìm thấy nó trong một chiếc quan tài Sau đó Ông và bà tôi cãi nhau rất đón tiếng Tôi vô tình nghe được Đại thể là bà nội không muốn giữ Thứ ấn vật không rõ lai lịch này Đã vậy còn từ trong hòm của người chết lấy ra. Bà sợ, thứ vật ấy nặng nề âm khí sẽ đem lại điểm gở cho ông tôi. Nhưng rốt cuộc ông nội tôi vẫn giữ lại vì ông không sợ trời không sợ đất. Nếu ấn vật thì có quỷ, ông phong ấn lại là xong. Suy cho cùng thì gia tộc chúng tôi cũng đi lên nhờ vào phong ấn mà. Nên ông nội đã nói vậy, bà nội cũng không nói gì. Vì không muốn mất vui hay nói đúng hơn nó mất hết sĩ diện về tự hào âm thuật tổ chuyện, cho nên bản nội tôi đây im lặng đó ông Lùn, ông xem thử có thể tìm ra được nguồn gốc của ấn phật này không tôi hỏi tin lùn không dám chạm vào nên mới bảo cao sơn tuyết cứ đặt lên trên bàn để anh ta tự mình xem xem đi xem lại một hồi nguồn gốc từ đâu thì không biết được chỉ biết ấn được khắc từ đá của núi lửa đen cao sơn tuyết ngẫm một chút chợt này ra một ý nghĩ phải rồi, thử kiểm tra hồ sơ ghi chép, biết đâu sẽ tìm ra được nguồn gốc của ấn Phật này. Trong đó ghi chép lại tất cả về gia tộc chúng tôi, bao gồm cả những con quái vật bị phong ấn. Vậy thì đi thôi, tôi hối thúc. Không, không đi được, nơi giấu hồ sơ ghi chép, chỉ có người trong gia tộc chúng tôi mới được vào. Sau khi bà nội mất, chìa khóa được trao cho người kế nhiệm. Vậy nên Bây giờ chìa khóa đang ở chỗ Cao Sơn Vũ. Cao Sơn Tuyết thở dài gật đầu, không lẽ bỏ công tìm kiếm cả ngày nay, giờ chỉ vì một chiếc chìa khóa mà thành ra công cốc cả hay sao. Ngoại trừ đào ra được ba cây xác máu và moi ra được một ấn vật không rõ lai lịch, ấn ký tối thượng vẫn chưa tìm thấy, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như thế. Cao Sơn Tuyết không biết gì về hai lớp phong ấn sắp bị phá vỡ tung ra và những thứ quái vật đang bị nhốt bên trong đó, cô ta cũng không biết cho nên cũng không gấp gáp là vài tôi. Nhưng tôi biết, âm dương giới hiện tại không còn nhiều thời gian nữa. Chúng tôi phải sớm tìm ra ấn ký, bởi hai tầng phong ấn không thể giữ lâu hơn được nữa. Nói chính xác hơn là không ai biết khi nào lũ quái vật bên trong đó sẽ tràn ra. Bởi vì đó có thể là bất kỳ, lúc nào. Biết vậy, nhưng không có chìa khóa thì làm gì được bây giờ. thời <laughs> của tôi tới rồi, mở quá à? chuyện nhỏ như con thỏ quá đâu đưa đây tôi xem tiền lùn lớn tiếng nói phải rồi sao tôi có thể quên mất tài mở khóa bằng một sợi dây kẽm của tên quyền lùn được chứ tiền lùn vừa mở miệng khoe tài cao sườn tuyết đã lắc đầu ái ngại nói thật ra thì phòng lưu trữ hồ sơ là nơi tuyệt mật khóa không dễ mở thế đâu cô nghĩ nhiều làm gì cứ để ông ấy thử đi không thử làm sao biết được có được hay không Tôi nói thêm vào, giúp tên quyền luôn. Thấy vậy, thấy chúng tôi tự tin như vậy, cô ta cũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý đưa chúng tôi tới nơi lưu trữ hồ sơ mật của gia tộc Cao Sơn. Vì cô ta là người muốn có còn dấu hơn ai hết. Nếu không thể thành công trở thành người kế nhiệm của gia tộc Cao Sơn này, Cao Xuyên Tuyết sẽ không còn chỗ đứng nữa, thậm chí có thể bị đem ra làm vật hy sinh để phong ấn một thứ quái vật kinh khủng nào đó. Vậy nên, cô ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản chúng tôi. Trường 342 Bát khổ Cao Sơn Tuyết đưa chúng tôi vào khu thờ tự Đèn đỏ tù mù Nghi ngút khói nhăng Sau đó nắm lấy quai cổ Của một đư hương trên bàn thờ Vặn nhẹ một vòng Sau những tiếng ầm ầm chuyển động Một lỗ hổng được mở ra trên sàn Chỉ đủ cho một người đi xuống Chúng tôi xếp hàng đi xuống từng người một Bên dưới leo nói những ngọn đèn dầu cũ kỹ Được thắp sáng lên Treo đầy trên những vách tường dọc hai bên cầu thang đi xuống dưới Ánh sáng lan tỏa ra không đủ tối, cũng không đủ quá sáng. Cao Sơn Tuyết nói với chúng tôi, đây đều là dầu xác chết, có thể thắp sáng lâu dài. Vì thời gian thắp sáng được duy trì rất lâu, nên những ngọn đèn mỡ người kiểu này rất được ưa chuộng trong những ngôi mộ cổ. Đi dọc con đường nhỏ hẹp, độ chừng đôi ba phút, chúng tôi bắt gặp một cánh cửa sắt rất dày. Đến lúc này đây, mọi hy vọng đều đặt cược hết vào tình quyền luôn. Anh ta bước tới cẩn thận xem xét đỗ khóa đúng như những gì cao sơn tuyết đã nói trước đó quả nhiên loại khóa này muốn mở cũng không dễ dàng nói trắng ra là vô cùng khó mở nhưng tiên đồn sẽ thử và anh ta chỉ có thể cố gắng hết sức cô có công cụ mở khóa không tiên đồn hỏi công cụ mở khóa công cụ mở khóa nào tôi tưởng anh có sẵn trước cô ta ngạc nhiên hỏi lại Ê, thôi được rồi để tôi thử tiên đồn Đấy sợi dây kẽm ra, chăm chú mở khóa, hết đẩy qua trái, lại đẩy qua phải. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, nhưng rất lâu sau đó vẫn không thành công. Những người khác bắt đầu mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại hối thúc một câu. Cô làm được không vậy? Không được thì nói, để tôi tìm người khác, mất thời gian quá. Cào sợn tuyết cào nhau Tôi mà đã không mở được, thì cô có tìm người khác cũng thế thôi. Tôi dám chắc với cô, không thằng nào mở được, thợ sửa quá. Tuy có hơn tôi về dụng cụ mở quá hiện đại Nhưng cái ổ khóa này á à, Mở được không phụ thuộc vào dụng cụ đâu Tên Cửu lùn đau mồ hôi trên chắn Đáp trả Cậu chủ Hay cậu chủ chém một nhát cho nhanh Không được để cho tôi Vẫn hết sức đập mấy phát sập ngay ý mà Tiểu hồ ly vung hai cái đuôi lên Phóng về phía cánh cửa Nhưng tiểu yêu tinh đã kịp chặn lại Chỉ vào câu thần chú trên cánh cửa mắng đã bảo đừng rồi mà đúng mà ngu ngốc mở to mắt ra mà nhìn không thấy trên cửa có bùa chú trấn yêu hay sao cửa còn chưa mở ra được thì con yêu hồ hai đuôi như cô đã cháy thành than rồi đó đấy ạ là đâu chứ là gia tộc ngàn đời phong ấn yêu ma quỷ quái tiểu yêu như cô tốt nhất nên cẩn thận một chút không được chạm vào linh tinh đâu đầu đầu cũng là phong ấn không phải chỗ chơi đùa tùy tiện đâu vào lúc này đây bỗng một tiếng cách vang lên tất cả đều dừng câu chuyện đang răng rở, đồng loạt quay lại. Thành công rồi, mở được rồi. Tên quỷ lùn lau mồ hôi trên chán, vui mừng nói với chúng tôi. Thằng cha này đúng là thánh mở quá, không có ổ khóa nào làm khó được anh ta. Cánh cửa vừa được mở ra, chúng tôi ngay lập tức bước vào. Bên trong giống như một thư viện sách với các giá sách ở khắp nơi. Giá nào cũng chật kín hồ sơ và tài liệu phân chia thành từng ngăn, từng sắp. Phía trên đều là đánh dấu các cột mốc thời gian bằng các ký tự và màu sắc phân loại rất rõ ràng nhưng cao sơn tuyết đã để mắt đến chúng tôi cô ta nói đây đều là hồ sơ tuyệt mật của gia tộc bọn họ không cho ai được phép chạm vào nên cứ để cô ta tự mình tìm dù gì đây cũng là bí mật của gia tộc cao sơn nên chúng tôi không muốn phản đối cao sơn tuyết dựa vào cột mốc ông nội qua đời tìm kiếm theo khoảng thời gian nên rất nhanh đã tìm thấy hồ sơ và những gì ghi chép trong đó đều là các sự kiện trước khi ông nội của Cao Sơn Tuyết qua đời. Ngoài ông nội, cha mẹ và chú của cô ta đều chết vì điều này. Tôi khá tò mò, rốt cuộc đây là loại phong ấn gì mà có thể khiến nhiều người chết đến như vậy. Hơn nữa, người chết đều là những người đứng đầu trong gia tộc phong ấn nổi danh nhất. Chuyện này chẳng phải rất khó tin hay sao. Chưa hết, sự cố về ấn vật này rất có thể sẽ liên quan đến việc tại sao ba người đàn ông đứng đầu gia tộc Cao Xuân đều trở thành những cái xác máu nuôi dưỡng hòa độc. Ấn vật này gọi là bát khổ. Cao Sơn Tuyết đọc xong thì đưa tập tài liệu cho chúng tôi. Ghi chép bắt đầu rằng, cách đây nhiều năm có một vị sư xuất gia, ông ta xưng hô là bát khổ, tính cách vốn nhân từ, thiện lương, trí tù cao vợi, đã cứu giúp được rất nhiều người, ông phát nguyện sẽ cứu tất cả những người đang trầm luân trong bể khổ để nhân gian không còn cảnh đói no đầm lạc ở nơi mà ông ta tu trì khổ hạnh hạn hán xảy ra liên miên mùa màng thất bát nhiều người vì sự sống đã bắt đầu ăn tới vỏ cây chuột rắn thậm chí ăn cả run cả dế và đỉnh điểm là ăn cả thịt người chết đói khổ ngày qua ngày khiến con người ta gặp gì ăn nấy cộng với hạn hán oi bức lâu dần ủ thành bệnh sinh ra dịch tả, dịch hạch. Người chết nằm lao liệt, vật vựa khắp nơi. Bắt khổ khi đó, nhìn dân chúng đói khổ lầm than, ông không đành lòng, nên đã đưa ra lời đề nghị sẽ hy sinh thân mình, trở thành vật tế khi còn đang sống, đem thân xác biến thành xác khô để cầu mưa. Mọi người ai ai cũng yêu quý sự bắt khổ, nên khi nghĩ đến việc phải đem ông ấy ra tế sống, ai nấy đều không nỡ. Nhưng ai mà không ham sống, nên cuối cùng bọn họ đã đồng ý, tất cả cùng góp sức tàn, đóng một chiếc quan tài đặc biệt dành cho nhà sư bắt Khổ, để chứng tỏ lòng sùng kính và biết ơn trước khi hy sinh. Sau nghi thức thành tẩy, sư bắt Khổ mặc áo cả sa tương tấp, trồng sâu chuỗi hạt trên cổ, rồi vào nằm trong quan tài để có thể chết từ từ trong đó. Sự gọi đó là tế thiên, khi chết thì xác sẽ khô đất lại trở thành một vị Phật sống để lại xá lợi Phật cho người đời sùng kính. Ngồi trên bệ cao để chúng sinh thắp nhang, thờ cúng. Trước khi nắp quan tài đóng lại, sư bất khổ còn hứa với mọi người rằng khi ông ấy đắc quả sẽ phù hộ cho hạn hán sớm kết thúc và ngày ông thành Phật sẽ ban mưa xuống tưới mát nhân gian cằn cỗi. Khi sư đã nằm trong đó, ngay ngắn trong quan tài rồi, mọi người thể theo ý nguyện những gì mà sư đã dặn dò không đem quan tài đi chôn cất mà để cho thi hài từ từ khô lại sau đó những người còn sống đều phải ở trước quan tài quỳ xuống chắp tay cầu nguyện thành tâm mỗi ngày ba tiếng đồng hồ cho đến khi sư bát khổ qua đời và sư sẽ nghiễm nhiên trở thành phật ngay sau đó và ban phước lành cho tới muôn người nhưng ba ngày sau sư bát khổ bỗng nhiên hối hận sư vốn là một nhà sư nhân từ có tấm lòng nhân hậu cứu giúp muôn người nhưng ba ngày trôi qua khi phải trải qua bóng tối khủng khiếp một mình, nằm gò bó trong những vách gỗ quan tài. Sự nghe, thân xác của mình đang từ từ mục nát, hồi thối. Tuyệt vọng và hơi thở của cái chết đang từ từ đến gần, khiến dư không còn xem nhẹ cái chết. Và nỗi sợ hãi ấy tựa như lũ sâu trùng ăn xác cứ gặm nhấm thân xác dư từ từ, từng chút từng chút một, Chầm chích ngứa ngáy. Ngày qua ngày cảm giác khó chịu ấy, đại lớn lên thêm một chút giống như thứ bóng tối vô hình trước mắt mà sư không thể nào vượt qua được. Lần đắc quả vị này, sư bắt khổ biết mình không thể như con cá chép vượt vũ môn hàng trăm ngàn nguy cơ. Trong phút chốc hóa thành long, thành thần, được bay lên tầng trời cao, bàn mưa xuống tưới mắt cho chúng sinh. Cũng chính vào lúc đó, sư chợt nhận ra rằng, hóa ra, sư cũng chỉ là một con người biết thàm sống, sợ chết. Sư cũng không phải là một vị Phật nào cả không thể nào cũng không muốn đem thân mình ra hy sinh phổ độ cõi giới lầm than sự bắt khổ bắt đầu hối hận ông chua sót đứng trước những sự tham bẽ bàng và ảo tưởng bị đập tan cố thu hết sức tàn đập mạnh vào quan tài khóc lóc cầu xin những người bên ngoài hãy rủ lòng tử bi mở nắp quan tài thả mình ra nhưng mọi người chỉ nhìn nhau lắc đầu rồi chẳng ai bảo ai người nào người nấy đều lặng lẽ quỷ xuống thành kính cầu khẩn cúi đầu trong tâm không có ai có ý định thả sư ra. Họ bảo với nhau rằng sư bắt khổ vốn là một vị Phật nhân từ bác ái. Chính sư tự nguyện đi vào cõi chết, tự hiến thân mình chịu chết cô tế trời để đắc quả, trở thành vị Phật bàn mưa xuống, cứu cổ chúng sinh, để sư về Tây Phương gặp Phật vì muốn tốt cho sư thôi. Có nhà sư nào mà không muốn về với Phật đâu, chỉ là sớm hay muộn thôi. Lý lẽ nhiều như thế, chả quan là không ai muốn chết mà muốn sống thì phải có mưa nếu hạn hán cứ tiếp diễn thì tất cả đều phải chết khô cùng với sư bác khổ chỉ là bọn họ chẳng phải người tu hành nên sẽ không được thành phật nhiều mấy thôi vậy nên bọn họ quyết định phải làm đến cùng bởi vì sư bác khổ là hy vọng cuối cùng để bọn họ bấu víu vào chỉ cần sư và bọn họ cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này là có thể trở thành phật rồi bọn họ cũng sẽ được cứu đây chính là lòng người. Một ngày, hai ngày, ba ngày, sự bắt khổ không ngừng kêu cứu, kêu gào đến khản cả cổ, móng tay cào vào quan tài không ngừng phát ra những âm thanh sắc nhọn, tuyệt vọng, pha lẫn cùng tiếng kèn két, rít gào khản đặc nơi cuống họng, nhang khói chập trộn trong ọp ẹp những tấm ván hòm. Từng hồi vang vọng giữa thiên không lặng ngắt như người bên trong đã nằm sâu dưới bà tấc đất vậy. Chiếc quan tài đặc biệt vốn là thứ thánh hiến dùng để chứng minh lòng thành tâm và sùng kính tuyệt đối, giờ đây đã trở thành thứ tà vật hút lấy lòng tham và cực hạn của ác độc. Không một ai quan tâm đến, không một ai thèm ngó ngàng tới sự thống khổ của sư, sự cay đắng mỉm cười trong suốt cuộc đời cứu giúp vô số người trong tâm luôn mong muốn phổ độ chúng sinh, nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng không có một người nào đến cứu sư, không một ai dù lòng thương xót. Nghĩ đến kiếp này, từ lúc sinh ra đất phải chịu bao nỗi khổ cực, trải qua trong sự bất công, sinh ra đó là đứa trẻ không cha không mẹ. Sau này khi sư trụ trì qua đời, chỉ còn lại một thân một mình cô đơn bơ vơ, vơ giữa cõi đời ô trọc. Bước qua, ngàn vạn đau đớn, sư vẫn luôn nuôi dưỡng trong mình một thiện đương chân chính. Sư đã từng ở trước mặt Phật tổ, phát nguyện cả đời giữ vững tránh tầm từ ái. Nhưng tiếc thay, Đời còn dài đã phải đứng trước giã tầm của bầy kền kền lang sói Vừa khỏi bào thai, lại nhập thai. Thánh nhờn trông thấy, động bi ai. Huyễn thần xét rõ, toàn nhơ nhớp, thoát phá màu về tánh bản lai. Đời, sư trụ trì không ngừng văng lên bên tay, như vọng đời đưa tiễn. Đời khỏi hồng trần thoát khỏi kiếp bi ai. Nhưng nỗi oán hận trong sư giờ đây đã quá lớn. Bác khổ hiện tại, từ thủa mới sinh ra cho tới thời điểm này đây hiện tại đã mất dần đi bản tính. Đến khi chút hơi thở cuối cùng, khóe miệng của sư bỗng hiện lên một nụ cười quái dị, một nụ cười đầy vướng chấp và oán niệm trần ai. Trường 343, Bát Khổ 2 Cuối cùng thì sư bác khổ cũng chết, bao nhiêu đêm nâm nấp lo sợ toát mồ hôi hộp quỳ sụ sụp, vái trước cỗ quan tài ngày đêm, cùng vứt lại lục cục giữa đám đông, những tiếng kêu gào đáng sợ, đầu tóc dính bết, ngập ngụa trong mùi dầu hôi và nghi ngút khói nhang. Hai tròng mắt cay xè xè đỏ quạch, mỏi mệt trong bộ quần áo ướt sũng mồ hôi. Gió thổi vào từng cơn, giết gào qua từng kẽ quan tài, rung lên cọt kẹt, lạnh buốt ra thịt khiến lòng người nhấp trộm không yên. Lúc cậy nắp quan tài ra, thấy dư nở một nụ cười ai nấy đều thở vào nhẹ nhõm, cảm giác tội lỗi vẫn canh cánh trong lòng mấy hôm nay, cũng vì thế mà nhẹ đi phần nào, vì họ không hề biết ý nghĩa của nụ cười đó người ta khiển xác nhà sư đem phơi giữa cái nắng gắt cao đến khi sư héo hon ra thịt hóa thành cái xác khô đét đây chính là nghi thức tế thiên nghe nói chỉ cần một nhà sư đem thân mình dâng lên tế thiên tấm lòng bồ tát của nhà sư sẽ luôn sống mãi và linh hồn được thoát xác thăng về miền cực đạc được lên trời đắc đạo trở thành phật sống vậy nên sau khi nghi lễ tế thiên kết thúc người ta đinh ninh rằng sư bắt cổ đã đi về với đức phật rồi Họ đưa xác vật sống vào trong chùa, đặt bên bệ thờ, ngồi dưới tòa sen cùng với các vị Phật khác và siêng năng lễ bái hàng ngày. Ba ngày sau, quả nhiên trời đổ cơn mưa, nhưng điều kỳ lạ là nước mưa đều có màu đỏ và có vị tanh như máu. Cũng vào cái ngày ấy, khi mà bầu trời chốt xuống đất cơn mưa kỳ lạ, tới tắm lên những mái đầu cháy nắng và cổ họng bỏng sát bằng những giọt đỏ tanh như máu một người phụ nữ trong làng đã biến mất. Người nhà nói con gái họ đã không bao giờ về nữa. Từ sau khi vào thiền tự quỳ lại trước Phật sống, mọi người đã tìm kiếm khắp hàng cổng ngõ hẻm, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy một đống xương và quần áo của người phụ nữ đã mất tích. Nơi họ tìm thấy không đâu xa, chính là ở dưới bệ thờ trang trọng, đặt cái xác khô đã teo héo của Phật sống. Khi đó, tất cả đều vô cùng hoảng sợ, kỳ quái hơn nữa, khi thi thể khô đét của Phật sống dường như đã mọc ra hai cái răng nành và một ít máu thịt. Các sợi huyết mạch đã khôi phục trở lại, đỏ ao lên như cơ thịt của người bị hỏm vậy. Nụ cười trên khuôn mặt của nhà sư càng quỷ dị hơn, cười như đang cười cợt trước vô vàn ánh mắt sợ hãi của dân làng. Kể từ đó, không ai dám vào chùa, cũng không ai lai vãng hay khói nhang thờ tự cúng vật sống. Thế nhưng, những chuyện kỳ lạ vẫn liên tục xảy ra. Ngày nào cũng có người mất tích và thứ mà người ta tìm thấy luôn là quần áo và xương. Ngôi chùa như được bao bọc bởi một luồng quỷ khí đỏ nhờ nhờ như dáng đỏ hoàng hôn. Hàng đêm, dưới ánh trăng đỏ máu, nghe tiếng rên rỉ kêu gào thảm thiết của những oán hồn đang bị đầy đọa, tra tấn dưới 18 tầng địa ngục, khiến người dân quanh đó sống trong cảnh kinh hoàng nơm nớp lo no sợ. Trạng vạn, đỏ đèn đều trốn biệt trong nhà, không ai dám bước ra ngoài nửa bước. Xác của nhà sư bát khổ, ban đầu chỉ là một cái xác khô nhưng giờ phút này đây đã có máu có thịt. Các mạch máu ngày càng nổi rõ, da rẻ càng trở lại hồng hào. Thậm chí, đã có thể nhắm mắt mở mắt, giống như người sống. Mọi người nói rằng sư Bắc khổ đã không thể thành vật, ngược lại còn bị tám cái khổ dẫn dắt, kéo sư đoạn sao vào địa ngục, trở thành ác quỷ ăn thịt người. Và cứ mỗi lần xưa ăn một người, sẽ có mưa máu đổ xuống. Cơn hạn hán kéo dài đã được giải quyết, cực khổ đói kém, đầm đuổi cũng đi dần vào dĩ vãng những giọt máu đỏ tươi tưới khắp nhân gian cũng vì thế mà ngày càng tanh tuổi. Sự đau khổ của Phật sống đã khiến người dân sợ hãi khôn cùng. Một nửa dân làng bỏ đi thật xa, những người còn ở lại không ai dám ra ngoài vào ban đêm. Những máu thịt đắp lên trên thân xác héo khô và nỗi thống khổ nơi Phật sống dường như là thứ vô cùng vô tận. Sườn cốt trong chùa dần dần chất cao thành núi. Con người còn nhìn thấy Phật sống đang ngồi xếp bằng thiền định trong chùa. Như thể máu thịt có rất nhiều người chết đã giúp sự sống lại. Hơn nửa năm sau, một vị thiên chủ từ xa đến, tự xưng là người đứng đầu cổng thiên. Dân làng thấy ông dâu trắng như cước, mặc đạo màu trắng, đầu tóc búi cao, mang tay phất trần, khắp người đều toát ra khí chất của một vị thiền tiên thành cao thoát tục. Họ nhanh chóng cúi đầu, quỳ lạy nói rằng ở ngôi chùa, ở đằng kia, đừng chừng núi, có một vị sư tự xưng là Phật giống, nhưng chẳng phải Phật thánh gì cả. Thực ra là một con quỷ đã giết hại và ăn thịt vô số người. Sườn trắng trước dân chùa chất cao như núi, ai oán vô cùng. Cầu xin ông ấy giúp đỡ. Thiên chủ bấm đốt ngón tay thở ra mà nói, nghiệp chướng tất cả đều là nghiệp chướng tội nghiệp mà ra, vạn vật đều khổ, lòng người đều như vậy. Người tu hành mà không hiểu được vọng tưởng, tu hành đỗi lạc, cho rằng đắc đạo chỉ dựa vào đức hy sinh, không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại không thể thắng tiên, đúng là tự chuốc họa vào thân thiên hạ này luôn như vậy bởi vì người ngộ tính không chân vì sao sư trụ trì gọi ngươi là bác khổ xem ra đến cuối cùng tám cái khổ vẫn là kiếp nạn cuối cùng mà người tu hành đùa đời vẫn không thể ngộ ra đời vốn là bể khổ giữa đường gặp chuyện không thể làm ngơ không giúp thiên chủ đương nhiên phải tìm cách hóa giải không để cho sư bác khổ vì chấp niệm đau khổ giết người bừa bãi đổ sát sinh linh Thiền chủ nhân lúc mặt trời ban ngày vẫn còn trói trăng gay gắt, một mình đi vào trong chùa. Vốn muốn thuyết phục sư bát khổ, khuyên sư sớm quay đầu lại bờ, buông hạ đổ đau, lập địa thành Phật. Không ngờ cái xác khéo cô hấp thụ quá nhiều máu thịt, cùng với tinh hoa nhật nguyệt bồi đắp đã biến đổi, trở thành một loại huyết thi. Thiền chủ biết, không thể khuyên nhủ, đành phải cùng nhà sư quyết đấu một trận sống chết. Hai bên đánh nhau mấy chục hiệp, cân trận cân sức, nhưng thiên chủ vốn mang thân sát phạm trần, không thể so bì với một con huyết thì cường thân, cường sức. Càng đánh, càng thấm mệt. Đường lúc tuyệt vọng, thiên chủ bị hất phăng tới một chỗ đặt quan tài. Quan tài đặc biệt mà dân làng đã đục đẽo để chôn vị Phật sống trước đây. Trong quan tài, có ba thứ là áo cà sa, chuỗi hạt và ấn vật. Thiên chủ cũng nhờ ba thứ vật này mà phong ấn được Phật sống vào trong quan tài vĩnh viễn vùi chôn dưới ba tấc đất để sư bắt khổ về sau không thể ra tay hại người được nữa trước khi đi thiên chủ không quên cảnh báo dân làng rằng từ bây giờ về sau hãy làm nhiều việc thiện sống thiện tích đức đừng gây thêm nhiều ác nghiệp đừng đào bới quan tài đừng mở quan tài ra nếu để cho sư bắt khổ thoát ra ngoài thì cốt trời mới cứu nổi tất cả dân làng đều quỳ lạy bái tạ và hứa ghi nhớ lời thiên chủ đã dặn dò Thiên chủ đấu với Phật sống, nhờ có ba món bảo vật mới may mắn phòng ấn được. Bản thân cũng bị thương rất nặng, nên vội vàng rời khỏi nơi đó trở về núi, chữa trị vết thương. Ấn Phật trong cơ thể ông nội Cao Sơn Tuyết rõ ràng là ấn của vị Phật sống, là một trong ba món bảo vật giúp thiên chủ phòng ấn sự bắt khổ vào trong quan tài. Còn về lý do tại sao ấn Phật lại ở trong cơ thể của ông nội cô ta thì tôi không rõ. Điều này phụ thuộc vào phần sau của câu chuyện được ghi chép lại trong hồ sơ mật. Tiểu yêu tinh cho rằng vị thiên chủ trước nhắc tới trong ghi chép chắc chắn không chỉ là thiên chủ hiện tại mà là các vị thiên chủ đời trước đã thiền ngự tại nơi cẩm thiên. Nghe nói sức mạnh của những vị ấy vô cùng đáng sợ, có thể làm thiên chủ đời trước bị thương nặng tới như vậy. Xem ra sư bác khổ này cũng đã biến đổi tới bậc vị thị vương. Vào ban ngày, khi mặt trời chiếu nắng rực rỡ khắp nơi, cũng là lúc dương khí rồi rào nhất hầu như các loại yêu ma quỷ quái sẽ giảm bớt đi phần sức mạnh nếu ngày ấy thiên chủ đến chùa vào ban đêm chắc hẳn sẽ không đủ sức phong ấn được sư bắt khổ một con huyết thi mà ngay cả thiên chủ cũng khó lòng thu phục được phải có uy lực tới mức nào cơ chứ thật đáng sợ khi nghĩ về điều đó nửa sau của câu chuyện bắt đầu từ khi ông nội của cao sơn tuyết phòng ngấn quan tài của vị phật sống năm đó người ta đào ra được một cỗ quan tài rất lớn ở phía sau ngọn núi mức độ hư hại và màu sắc cho thấy cỗ quan tài đã được trôn xuống từ rất lâu trước đó quan tài vô chủ không tên không bia mộ không một ai đến nhận xung quanh quan tài được bịt kín bởi bùa chú người trong làng đều mê tín không ai dám động vào có người đề nghị nên trông quan tài trở lại dù sao vật này cũng không tốt lành gì trôn xuống cũng đỡ sợ hơn dù gì cũng chỉ là một cỗ quan tài vô chủ nhưng không phải tất cả đều nghĩ như vậy một số người không tin vào ma quỷ, trong đó có một tên rất đời biếng, là loại suốt ngày mơ hão chẳng ra gì. Cỗ quan tài cũ như vậy, chắc chắn có đồ bồi táng. Người bên trong biết đâu được chôn theo nhiều thứ đồ tốt, mang theo bán đi, được một núi tiền. Trôn thì tiếc lắm. Trùng hợp làm sao? Đêm hôm đó, trời nổi cơn rông gió, mưa ẩm ẩm đổ xuống, khiến hắn ta này ra một ý định sẽ đến chỗ cỗ quan tài. Cỗ quan tài đặt tạm trong một nhà kho rột nát, chưa kịp trôn cất. Hắn đã lợi dụng lúc tối trời, mưa to gió lớn, một mình lẻn vào trong nhà kho, quyết định cậy mở nắp quan tài, nhặt đồ bên trong để đem đi bán lấy tiền ăn chơi. Mưa trồi xuống mái nhà thủng đỗ chỗ, cuốn theo mất một mảng lớn bùa chú chấn áp, vốn được thiên chủ đời trước cẩn thận quấn quanh quan tài. Tên trộm đương nhiên không quan tâm, tuy có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến việc làm giàu, lòng tham đã đánh bại sự rụt rè, hắn ta nhanh chóng cậy mở quan tài bằng những dụng cụ mang theo. Nhưng rồi phát hiện trong quan tài chỉ có một nhà sư, còn lại là áo cà sa, chuỗi hạt cầu nguyện và ấn vật. Tên trộm phun nước miếng chửi thề. Má nó chứ, đem như chó vậy, đội mưa đội gió tới đây cậy quan tài, lại là một thằng tu, chẳng trách mộ không chủ. Đã tới rồi không thể đi tay không, này thì cà sa chuỗi hạt ấn vật, mang đi choảng hết. Nói rồi hắn ta lấy tất cả ra khỏi quan tài, sau khi đậy nắp quan tài định rời đi, lúc này đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Cơn mưa chút xuống, đột nhiên chuyển sang màu đỏ tươi như máu và có mùi tanh, rất hắc. Kẻ trộm đang hoảng sợ không biết chuyện gì đang xảy ra, cỗ quan tài vừa rồi mới được đậy nắp, đột nhiên vang lên tiếng lục cục. Rồi trong quan tài lắc lư ngày càng mạnh, như có ai đang cào cấu, đạp loạn xạ trong đó, khiến hắn vô cùng sửng sốt và sợ hãi. Nắp quan tài từ từ được đẩy ra ngay trước mắt của hắn, một luồng gió thổi thốc từ ngoài và trong lạnh lẽo giết cào Hắn ta dùng mình một cái Hai chân run rẩy như cầy sấy Sợ đến cứng họng không thể kêu la Gió thổi ngày càng mạnh Tất cả đều thổi ra từ trong quan tài Xâm nhập vào trong da thịt hắn Cùng với cơn mưa máu tanh tuổi Khiến thần sắc của hắn dần dần thấm lạnh Trường 344 Bác khổ bà Tên trộm không dám ở lại thêm lâu Hớt ha hớt hải chạy thật nhanh về nhà Khóa chạy cửa lại Lúc này, khi đất cảm thấy an toàn hơn một chút, hắn mới có thể thời gian suy nghĩ tất cả những dị thường của cái xác nằm trong quan tài. Thực ra có một chút vô lý, khi quan tài đã cũ, đến thế mà thi hải vẫn giữ nguyên vẹn da thịt, không hề thối giữa là do phương pháp ướp xác nào đó hay hắn rùi xẻo gặp phải ma tà. Suy nghĩ một hồi cũng không có nghĩ ra, giờ đã là nửa đêm, càng nghĩ càng sợ tiếng mưa rất lớn xối xả chút xuống cùng với sấm chớp đi đùng và mùi đất đai ngai ngái sộc lên tanh tuổi khiến hắn ta bắt đầu cảm giác khó chịu hắn lầm bầm chửi rủa một hồi đem ba món bảo vật đâm moi ra được từ trong quan tài đặt trên bàn nhà mắt dõi dưới ngọn đèn tù mù lật đi lật lại xem xét tên này vốn dĩ ít chữ nghĩa một chữ bẻ đôi cũng không biết từ nhỏ đến lớn chỉ quanh quẩn trong vùng núi thưa người là kẻ ăn bám lười biếng rõ ràng Biết bà thứ này đều là thứ vô giá trị Nhưng khó khăn lắm mới lấy được Nên hắn cứ đình ninh Món vật nào cũng Cũ cũ đào được từ dưới đất lên Thay đồ trông quan tài Chính là đồ cổ Bán chắc chắn sẽ được tiền Dù gì cũng sợ chết khiếp mới lấy được Nhưng nhìn mãi vẫn không nghĩ ra được Rốt cuộc có giá trị ở chỗ nào Lúc này đây đột nhiên đèn chớp tắt Mấy cái rồi vụt tắt hẳn Hắn lầm bầm chửi rủa Đứng dậy đi một vòng kiểm tra nhưng từ điện đến đèn đều không có vấn đề, công tác cũng không. Không biết tại sao lại tối đèn hết cả nhà. Ngay khi hắn ta vừa trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên có tiếng gõ cửa rồn rập từ bên ngoài, gõ dội vào. Liền sau đó là những tiếng nổ vang trời, sấm sét xẹt qua cửa phòng, lóe sáng cùng với ánh lửa. Dường như thiên lôi lại vừa chặt ngã cái cây nào rồi. Hắn ta hét lớn ai đó, nửa đêm nửa hôm, trời lại đang mưa, Tên nào gõ cửa vào lúc này Đột nhiên hắn ta nghe thấy cái giọng nhựa nhựa Từ bên ngoài vọng vào Xen lẫn với tiếng vọng niệm A-di-đà Phật Nói bần tăng đói Thí chủ rủ lòng thương Cho xin một chút bố thí Là một nhà sư sau quá lạ Ở chỗ hẻo lánh như thế này Chim kêu vượn hú không có hiếm Chứ chùa triền Đấy đâu ra mà có sư đến đây Mà bố thí bây giờ Tìm nhà nào khá mà xin Nhà cửa rách nát ăn không đủ no, có cái gì mà xin. Hắn ta đuổi nhà sư đi chỗ khác, nhưng vẫn không dám mở cửa. Bởi vì vừa rồi, mở nắp quan tài ra gặp phải một nhà sư, hiện tại nghĩ về cái xác còn nguyên vẫn còn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Nhà sư bên ngoài vẫn không chịu rời đi, còn xin ngủ lại, nói thí chủ, giờ này cũng quá nửa khuya, trời vẫn đang mưa to gió lớn có thể cho vào ngủ nhờ được không? Hắn ta bực mình chửi, đi đi, đừng có ở đó mà lôi thôi. Nhà sư vẫn van về. Vậy có thể cho nhà sư một chút nước hay không? Hắn tà quát nền bảo cút đi. Nhà sư bên ngoài nói xong đột nhiên một tiếng sấm nổ rồn vang khiến cho tên trộm giật mình thon thót nghe tiếng được tiếng mất. Nếu không cho vào, không cho ăn, không cho uống vậy thì thả ra làm gì? Hắn vội vàng hỏi nhưng bên ngoài bỗng yên lặng như tờ không có một tiếng động. Hắn ta dùng mình kinh hãi sự xuất hiện đột ngột của mật nhà sư khiến hắn trột dạ hồi hộp không yên hắn thu hết can đảm họ lớn đi rồi hay sao nhưng bên ngoài vẫn không ai đáp trả hắn ta chậm chậm đi ra cửa ghé mắt nhìn qua cái khe nứt bên cửa tò mò nhìn ra ngoài cửa không có ai trời tối om ngoại trừ những tia chớp thỉnh thoảng vẫn lóe lên sáng cả một vùng góc trời ngoài ra chẳng còn gì nữa hắn ta từ từ đẩy cửa ra tính bước ra ngoài xem thử thì bị một luồng gió âm lạnh thổi bút qua khe cửa khiến hắn bỗng dừng quay đầu tróng vắng hắn vội vàng đóng cửa lại, chùm chăn che kín cả đầu, đẫn cổ, đẩn trốn cái thứ ác khí không xác định đau lâm le bên ngoài kia. Lúc này đây, hắn cò trần nằm trên giường, hai mắt lâm lâm nhìn ra cửa không dám chớp mắt. Những nàn che giữ lưng bỗng kêu lên ọp ẹp như có ai đó vừa cựa mình xoay người trên chiếc giường che chật hẹp này. Từ nãy đến giờ hắn vẫn xoay mặt nhìn ra cửa, cả người gồng cứng lại vì kinh hãi, làm gì có chuyện cựa mình. Vậy thì những tiếng ọp ẹp vừa phát ra, phải chăng trên giường còn có người khác? Đáng sợ hơn nữa là người kia vừa nằm sau lưng quán từ nãy đến giờ. Trên một chiếc giường cũ, ọp ẹp, nhỏ tới mức chỉ cần xoay ngờ lại sẽ lập tức đụng phải khuôn mặt của người phía sau. Hắn nút nước bọt, cố gắng chấn an bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác trong cơn mê sảng do chúng cơn gió độc vừa rồi. Chỉ là tưởng tượng, bị trúng gió nên tưởng tượng lung tung. Nhưng những nan giường vẫn cứ kêu lên ọp ẹp, hắn nhắm chặt mắt rồi từ từ quay đầu lại. Khoảng chừng chục giây sau, hắn hít một hơi thật dài rồi mới dám từ từ mở mắt ra. Dưới tấm chăn bồng, một cái đầu chọc long nóc, ướt đẫm màu máu nước mưa. Bỗng, hiện ra trước mắt của hắn. Hắn hét toán lên một tiếng, lúc này cái đầu chọc to lớn vẫn nằm đối mặt với hắn ta trên giường. Khuôn mặt ảm đạm, nhìn đăm đăm vào hắn, nở ra một nụ cười quỷ dị. Hắn nói, thí chủ, bẩn tăng đói khi tên trộm được tìm thấy trên giường chỉ còn lại một đống xương và quần áo bên cạnh quần áo của hắn là cà sa được lấy từ trong quan tài cùng với một chuỗi hạt và ấn phật sau cái chết thương tâm của hắn ta trong làng xảy ra vô số sự lạ ngày càng có nhiều người chết và mất tích thứ họ tìm thấy không có gì khác ngoài xương và quần áo biết rằng tà khí chui ra khỏi quan tài đang giết hại rất nhiều người khắp nơi để đề phòng có thêm người chết dân làng cùng nhau công góp một số tiền đi tìm các đạo sĩ Thầy cúng đến làm phép. Chẳng may, bị lừa hết tiền hết lần này, đến lần khác. Nhưng bọn họ vẫn chui đầu vì không còn cách nào khác. Cứ hễ nghe đầu có thầy bà giỏi, lại đến cầu cạnh. Tới lui nhiều lần, mời về cho bằng được. Phải đến khi có quá nhiều người chết, thu hết sự chú ý của các âm nhân, thì ngôi làng nhỏ trên núi mới có nhiều thầy trừ tà thật sự xuất hiện. Những người đến cầm chết thì cũng bị thương nặng, hết đốc này, đến đốc khác. Không ai trong số họ có thể tiêu diệt được sư bác cổ. Đa số đều bị ăn sạch chỉ còn xương và quần áo. Còn rất nhiều người trong làng đã chuyển đi nơi khác. Cuối cùng một vài âm nhân phải tới nhờ cậy gia tộc Cao Sơn, mong gia tộc của họ cử người đến phòng ấn xác chết của nhà sư đã vô tình bị thả ra ngoài vì không thể giết được sư, nên phòng ấn là cách tốt nhất. Kiều nội của Cao Sơn tuyết đến ngôi làng nhỏ nằm trong đỉnh núi treo leo, nhìn thấy ba món vật. Ông thở dài lắc đầu Chỉ còn một trong ba món dùng được Áo cả xa đã rách Hạt Phật Châu rơi gần hết Chỉ còn ấn Phật là nguyên vẹn Nếu đầy đủ cả ba Thì ông ấy có thể phong ấn đại sư bác khổ dễ dàng hơn Nhưng chỉ còn lại một ấn Phật Thì phải tìm cách khác Chưa kể Sư bác khổ đã tàn sát rất nhiều sinh linh Oán khí ngút trời Hận thù không thể hóa giải Nên lần thoát ra lần này Đã trở thành một huyết vương cực kỳ mạnh mẽ có lẽ phải dốc hết sức mới mong có cơ hội phòng ấn được dư Một lần nữa đưa sư trở vào trong quan tài. Đây cũng là lý do mà ông nội cãi nhau với bà nội của Cao Sơn Tuyết một trận kịch liệt. Bởi khi đó ông ấy đã muốn hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy mạng của vô số người khác. Nhưng lão bà không đồng ý. Sau trận cãi vã không hồi kết, người đứng đầu gia tộc phong ấn đã một mình mang theo ấn vật quay lại ngôi làng nhỏ. Vốn dĩ muốn một mình hy sinh phong ấn sư bắt khổ nhưng lão bà ở nhà vì quá lo lắng cho chồng, đứng ngồi không yên nên đã đưa cả hai cậu con trai và cô con dâu đi theo, muốn phụ giúp chồng một tay. Vì bà sợ rằng ông ấy sẽ xảy ra chuyện, sợ rằng lần này ra đi, ông ấy sẽ đi mãi mãi, không thể quay về nhà được nữa. Lúc này đây, ông nội của Cao Sơn Tuyết dùng thuật nuốt đau, từ từ nuốt ấn vật vào trong bụng, cuối cùng cơ thể của ông chính là vật dẫn. Sau đó mới thì chuyển phòng ấn tối thượng của gia tộc Cao Sơn lật đại địa tạc phong ấn để đem nhà sư bắt khổ nhốt trở lại vào trong quan tài. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ cho tới khi lão bà cùng các con trai con dâu tới làm gián đoạn mọi kế hoạch. Sư bắt khổ tái sinh với huyết hồn đầy oán hận, dù huyết thân bất tử nhưng không thể vượt qua công cụm của phong ấn thuật. Thật đáng tiếc, đối với một huyết vương với sức lực kinh người như sư bắt khổ thì chỉ một mảy may sơ suất thôi như sự xuất hiện của hai người con trai và con dâu cùng với một bà lão, chẳng những không giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng. Khiến phong ấn sư phân tán tư tưởng. Trận thế bỗng dừng đảo ngược khi sư bắt khổ đe dọa sẽ giết hết người thân, khiến ông nội của Cao Sơn Tuyết trùn chân sợ hãi, thần kinh tán đoạn. Cuối cùng, chẳng những không thể phong ấn sư bác khổ thành công, bà lão còn bị thương nặng, hai cô con dâu bị ăn thịt, ông ta và hai cậu con trai cũng bị cắn và cả ba đều đứng trước nguy cơ sẽ biến thành xác máu trước khi độc thi kịp phát tán và quá trình biến đổi bắt đầu cả ba vội vã quay trở lại dinh thự cao sơn trước khi tự kết liễu chính mình ông nội cao xuân tuyết đã cẩn thận dặn dò khi mà người bọn họ chết phải mang cả ba xác chết thiêu rụi thành cho, để tránh gây hại cho nhân dân nhưng lão bà vì quá đau lòng nên đã không làm theo lời dặn dò bà khổ công đập nên một phong ấn tứ tượng từ những loài hoa cô khắc sau đó đem xác chồng con chôn xuống từng người một trong khu vườn thấm đẫm nước mắt rằng sẽ nỗi đau thương ấn phật vì thế cũng theo người chồng là ông nội của cao sơn tuyết bị chấn áp bên dưới bởi phong ấn tứ tượng ngoài ra lão bà cũng bí mật chôn phong ấn địa tạng theo cùng chồng con nếu muốn hóa giải phong ấn cần có ba người bọn họ đối phó với nhau bởi cả ba cái xác đã được niêm phong ở ba vị trí tạo thành một kết giới phong ấn liền mạch một tam giác cân bằng hoàn hảo trong dòng máu của gia tộc Cao Sơn sẽ dịch chuyển hóa thành một liên kết phong ấn mạnh mẽ, không thể đứt cãy, không thể chia lìa hay phá vỡ. Muốn hóa giải phong ấn thì thiếu một người cũng không được. Trường 345, Bác Khổ 4 Bà làm việc này thực ra có hai lý do. Thứ nhất, tuy phong ấn không thành công nhưng ấn địa tạng kết hợp với ấn vật có thể gia tăng công năng phong ấn cả hai có vậy thì sư bát cổ mới có thể bị phong ấn trở lại được nhưng đáng tiếc sau đó vì niệm lực của một mình mà lão không đủ hai đứa cháu vẫn chưa đủ năng lực nên phong ấn thất bại sư bát cổ tuy không bị nhốt vào trong quan tài nhưng cũng có chút kinh sợ khi cả hai phong ấn cùng đúc kết hợp bổ trợ cho nhau làm gia tăng phong lực nên tạm thời cũng không dám điều mạng làm hại đến những người còn lại trong gia tộc cao sơn tuy vậy sư bát khổ vẫn rình rập xung quanh dinh thự chỉ chờ thời cơ đến sẽ ngay lập tức phá vỡ một trong hai phong ấn. Bởi phong lực cực hạn đã được tạo ra từ sự kết hợp của hai phong ấn sẽ đe dọa đến huyết hồn của sư trong nay mai. Khi có người nào đó xuất hiện với đầy đủ niệm lực và sức mạnh kiểm soát cả hai thứ này. Cũng vì vậy, lão bà buộc phải hy sinh xác của ba người mang dòng máu cao sơn, biến chồng con trở thành loại ấn phòng mạnh nhất, trôn dưới khu vườn cùng với hai ấn khí, niệm phòng tất cả lại không để cho sư bắt khổ lấy được hiện tại không thể đánh bại nhà sư nếu lão bà không lau khô nước mắt chính tay mình chôn xác chồng con nếu không dùng xác của những người đời trước tạo thành kết giới bảo vệ đời sau gia tộc cao sơn từ đây sẽ tận diệt thứ hai là ông nội của cao sơn tuyết khi bị phong ấn vẫn còn giữ được hơi thở cuối cùng tức là khi chưa chuyển hóa thành xác máu vẫn còn hơi thở sư bác khổ cảm nhận được hơi thở này nên mới không dám ngang nhiên tới tận đây. Điều này chứng minh sự thất bại trong phong ấn của người đứng đầu gia tộc Cao Sơn khi đó chỉ là do tai nạn, sư bác khổ vốn dĩ có thể bị phong ấn, nếu não bà không mang theo con trai và con dâu của ông ấy đột ngột xuất hiện, lẽ ra ông ấy đã có thể hy sinh mạng sống của chính mình, phong ấn lại huyết vương, một biến thân hắc hóa từ nhà sư bác khổ, nên sư vẫn có chút sợ hãi, nhưng hiện tại ngay khi phong ấn tứ tượng được giải phóng, xác của ba người bọn họ lập tức biến đổi, hóa thành ba cái xác máu và những bông hoa đã bị nhiễm độc bởi thi khí. Vì vậy, phải hết sức cẩn thận. Những ghi chép trong hồ sơ tới đây thì căn bản đã hoàn thành. Đọc xong chúng tôi đều biết được phong ấn địa tạng hiện tại đang bị niêm phong bên dưới khu vườn và có thể cần phải đào thêm sâu nữa. Tôi định hỏi Cao Sơn Tuyết xem cô ta định làm gì tiếp theo, nhưng nhìn quanh không thấy cô ta đâu. Tiểu yêu tinh cũng giật mình hỏi lớn: Này, cô đi đâu rồi? Cao sơn tuyết, ta biến mất từ khi nào? Chắc chắn đã ra ngoài vườn trước, tìm kiếm phong ấn địa tạng, bởi cô ta đã đọc xong hồ sơ mật rồi mới trao cho chúng tôi. Tôi đứng dậy, đặt lại hồ sơ vào chỗ cũ, rồi cùng mọi người bước ra ngoài. Đúc giả tới bề ngoài, nhìn thấy Cao sơn tuyết đang mang ba cái xác ở bên dưới, ở ba nơi đặt bàn tay của người này lên trên người kia tạo thành một hình tam giác. Sau đó, cô ta đâm vào đầu ngón tay, nhỏ máu của mình vào miệng của từng người, hét lên. Giải kết! Lời vừa dứt, những đốm sáng trắng mở nhạt bỗng từ trong lòng đất chu lên, giống như những đóa bồ công anh bên lơ lửng trong không khí. Cuối cùng ngưng tụ thành một thứ ánh sáng, giống như mạng nhện đan xen vào với nhau, xoay tròn, phát ra những tiếng vù vù như côn trùng đập cánh. Hồi lâu sau, những đốm sáng từ từ mờ dần mờ dần rồi biến mất từ trong không trung rơi xuống một cuộn giò lớn. Phong ấn địa tạng! Cao Sơn Tuyết gần như hét lên vì vui mừng, vội chạy đến như sợ chúng tôi sẽ lợi dụng thời cơ cướp đi phong ấn của cô ta. Đó chính là phong ấn tối thượng của gia tộc Cao Sơn. Cao Sơn Tuyết nhặt cuộn da lên, rồi liếc mắt nhìn thấy trên cuộn da toàn là chữ, ngoài ra còn có một bức chân dung của địa tạng vương Bồ Tát trên đó. Chi tiết thế nào thì Cao Xuân tiết đường nhân sẽ không để cho chúng tôi xem. Cô ta vội vàng, bảo quận ra vào trong túi vì sợ chúng tôi nổi lòng tham mà trộm mất. Đúng là quả cầu rút ván mà. Đấy trộm của cô ta thì có ích lợi gì cho chúng tôi chứ? Xem cô ta mừng vui như thế, chẳng qua vì chưa biết mình phải gánh bao nhiêu trách nhiệm sau khi có được phong ấn tối thượng trong tay đó thôi. Chắc hẳn, lão bà vẫn chưa kịp nói cho hai đứa cháu biết về hai lớp phong ấn sắp bị phá vỡ vấn đề hệ trọng này bà ấy vẫn luôn giữ bí mật ngoài tôi ra chỉ có người đứng đầu gia tộc cao sơn mới được biết hiện tại cháu gái bà ấy đã có được phong ấn rồi tôi nghĩ chắc cũng đến lúc tôi nên giúp bà lão nói ra sự thật cô có biết phong ấn đỉnh của gia tộc cao sơn thực ra có bao nhiêu lớp không tôi mở lời cao sơn tuyết ngạc nhiên sao anh lại hỏi vậy thì một lớp chưa mấy Vừa rồi cũng bị phá vỡ mất rồi Nếu tôi nói Phong ngấn đỉnh thực ra Có tới ba lớp phong ngấn Hạ, trung, thượng Và lớp phong ngấn bị phá Mà cô biết Chẳng qua là lớp hạ Hơn 500 yêu ma quỷ quái từ trong đó thoát ra Chẳng là gì so với hai lớp còn lại thì sao Ai, ai nói với anh Còn hai lớp Cao Sơn Tuyết nhìn tôi nghi hoặc hỏi Chẳng phải cô rất muốn biết hôm đó lão bà nói gì với tôi sao? Lão bà nói, nói với tôi rằng phong ấn của gia tộc Cao Sơn các người không chỉ có một lớp hạ phía trên, còn có hai lớp nữa. Phong ấn dưới lòng đất, yêu ma quỷ quái đâu chỉ có hơn 500 con thoát ra. Chúng còn rất nhiều so với những con khác đã trốn thoát. Sức mạnh kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần là những thứ mà đôi 300 triệu treo thưởng sẽ không ai bắt được đâu và lão bà giữ tôi lại nói chuyện riêng vì bà ấy muốn tôi thay ông nội tôi dùng thuật xăm sinh tử giúp bà ấy gia cố phòng ngấn ai sẽ trở thành người kế nhiệm gia tộc phong ngấn nhà cô tôi không quan tâm điều tôi quan tâm là hai lớp trung thượng phải được cường hóa lên tiếp tục chấn áp đỗ yêu ma quỷ quái bên dưới không để chúng có cơ hội thoát ra bên ngoài này cô có được phòng ngấn tối thượng tôi muốn cô hợp tác với các mẫu xăm của tôi cùng tôi ra cố phòng ngấn cô thấy thế nào anh anh nói thật sao nếu vậy tại sao bà nội chưa bao giờ nói với tôi cào sườn tuyết vẫn nhìn tôi nghi ngờ phòng ngấn đã bị nới lỏng tới cực hạn sắp vỡ tùng mà cô ở phía trên không cảm nhận được gì sao? tôi hỏi cô ta gật đầu nói đúng là đã có những việc kỳ lạ xảy ra như sàn nhà thường xuyên rung lắc dữ dội, thỉnh thoảng có những tiếng khóc ai oán phát ra bên dưới. Nhưng tôi không biết chuyện này và cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ vẫn còn hai lớp phong ấn, lớp những yêu ma quỷ quái còn đáng sợ hơn lớp trên cùng sao? Vậy thì cô còn chần chừ cái gì nữa? Nhanh chóng học phong ấn này đi, sau đó phối hợp với các mẫu sầm của tôi cùng hợp sức giao cố phong ấn. Tôi hối thúc, Cao Sơn Tuyết đương nhiên đồng ý bởi nếu thành công thì đây là một thành tích lớn củng cố vị trí đứng đầu gia tộc Cao Sơn của cô ta, dại gì mà không thử sức. "Đừng lo, không mất nhiều thời gian đâu, tôi đã học kỹ năng phong ấn từ khi còn nhỏ, tài năng của tôi cũng không tệ, chỉ cần nhìn qua một lần, tôi sẽ biết." Cô ta tự tin nói với tôi. "Vậy thì tốt, không còn nhiều thời gian, cô học càng nhanh càng tốt." Tôi nói. "Có thể, phải mất 5 ngày." sau năm ngày tuy không thể thành thạo nhưng cũng xem ra có thể thi triển được cô ta nói tôi đưa hai ngón tay lên ra hiệu cho cô ta chỉ còn hai ngày chính xác là hai ngày trước khi hàn lớp phòng ấn còn lại hoàn toàn bị phá vỡ cộng thêm cả thời gian còn lại của hôm nay cũng chỉ có ba ngày phòng ấn sắp vỡ không còn nhiều thời gian hả phải gấp như vậy sao nhìn ánh mắt kiên định của tôi cao sơn tuyết biết thực sự đã rất nghiêm trọng, không thể mặc cả thêm nữa, đành gật đầu nói. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trước hết, cào Sơn tuyết cho gọi người thân tín tới xử lý bà cái sóc máu, sau đó đem những loài hoa khác đến đây thay vào những chỗ trồng hoa khắc hại mà bà nội của cô đã trồng trước đây. Hoa trồng đầy trong vườn bây giờ đây là những loài hoa thơm mà sinh thời bà nội, mẹ cô và dì rất thích cắm vào khắp nơi trong nhà. Cuối cùng, có thể tập trung gấp rút luyện tập phong ấn. Cao Sơn Tuyết bảo chúng tôi tạm thời cứ quay về trước. Dù sao cũng là thuật phong ấn mạnh nhất của gia tộc Cao Sơn. Thời gian lại quá eo hẹp. Đối với cô ta cũng không dễ dàng gì học được. Chúng tôi cũng không muốn làm phiền. Thu xếp xong, những việc còn lại chúng tôi cũng nhanh chóng rời đi. Nhưng vừa qua lưng ra khỏi nhà còn chưa tới 2 phút, taxi vừa gọi còn chưa kịp đến, đã nghe thấy tiếng hét thất thành từ trong dinh thự vọng ra. Hà cô ta Tiểu hồ ly lỗ tài rất thính Vừa nghe thấy điền hết lên hét lớn như vậy Không phải Sự bắt cổ đã tới rồi chứ Tiên lùn dè dặt nói Phòng ngấn vừa mất đi Đã lập tức tới bắt người Xem ra phen này nguy thật rồi Nhà bọn họ còn ai nữa đâu Đến bà lão cũng bị hại chết Làm gì còn có ai đủ sức đánh với huyết vương được đây Cao Sơn Tuyết Và Cao Sơn Vũ yếu như vậy lại còn xung khắc với nhau. Nội bộ đấu đá không thôi đất sứt đầu mẹ chán rồi, làm gì có chuyện chị em cùng nhau hợp sức đối phó với kẻ thù từ bên ngoài. Tiểu yêu tinh là người đầu tiên xông vào, tên quyền lùn, vẫn như mọi khi, sợ chết nên trốn đằng sau. Nếu thật sự là sư bác khổ tối, anh ta sẽ chạy biến về tiệm xong ngay lập tức. Huyết vương vô cùng mạnh mẽ, mấy người chúng tôi không biết liệu có thể thắng được hay không. Nếu có thể chạy, thì hãy cứ mạnh dạn mà chạy. Nếu có thể được sống, thì không cần phải lựa chọn cái chết, vẫn nên tránh những hy sinh không cần thiết. Vậy nên tôi chưa từng trách tình quyền lùn. Trường 346 Sự thật Tần theo âm thanh phát ra, chúng tôi tìm đến căn phòng của Cao Sơn Tuyết. Một số người trong nhà đã lập tức chạy đến sau khi nghe tiếng thách. Tôi thấy cô ta đang nằm trên đất ôm ngực, miệng bê bết máu mà tái mét, rõ ràng đã bị thương rất nặng. Không phải sư bác khổ, nếu không cô ta sẽ không chỉ bị thương thế này. Tiểu yêu tình nói. Tôi vội vàng hỏi Cao Sơn Tuyết. Là ai? Là ai đã làm? Hai. Hai người đeo mặt nạ. Phong ấn. Phong ấn bị khớp rồi. Cô ta yếu ớt nói. Tiểu hồ ly khịt khịt mũi người. Liền sau đó phóng ra ngoài qua cửa sổ phòng. Huyết sáo bảo chúng tôi. Đi mau. Mùi cách đây không xa. Mau mau đuổi theo. Con bé nhanh chóng biến dạng thành hồ ly để chân tay nhanh nhẹn hơn, chạy đuổi theo cũng thuận tiện hơn. Mau, ra tới sân rồi! Hơn một phút, chúng tôi chạy đến góc phía đồng của khu dinh thự. Lúc này có hai người đàn ông bịt mặt, chuẩn bị trào tường bỏ đi. Mặt nạ này... Có phải là người của tên áo tròn đen hay không? Không lẽ chúng là tên áo đen đã sai người đến giết bà lão? Nhưng tại sao chứ? Đứng lại! Hỏa diệm hồ ly! Tiểu hồ Linh lập tức nhảy lên công trung phòng má phun ra một luồng hỏa diễm. Hai tên bịt mặt không hề kinh hãi dễ dàng tách ra và tránh né cũng không có dấu hiệu gì là dừng tay hay muốn đánh nhau với chúng tôi. Cả hai lập tức hướng về phía bức tường dày phóng ra khỏi sinh thự. Muốn chạy sao? Tôi lập tức bắn ra ba cây kim xăm nhắm về phía ba người đàn ông đèo mặt nạ bên phải. Nhưng hắn ta đã né được kim sầm không thể đâm xuyên qua tường chạm phải bức tường dày cộp, kêu lên len keng mấy tiếng mang theo những vụn vôi trắng rời xuống đất lúc này tên đeo mặt nạ bên trái mới nói anh đi trước để em giúp anh ngăn bọn chúng người đeo mặt nạ bên phải vỗ vài tên kia định treo ra tường tẩu thoát gã chọc lao lên vương nắm đấm về phía tên đeo mặt nạ bên trái hắn ta lập tức tránh né sau đó rút dao đâm gã chọc Gã nắm lấy tay của hắn ta Vặn ngược ra đằng sau lưng Đè xuống đất Sau đó đè hai đầu gối lên Khiến hắn ta không thể vùng vẫy được nữa Sau khi khống chế được rồi Gã chọc vừa đưa tay tính cởi mặt nạ của hắn xuống Thì người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên Bị khói đèn bao phủ Một làn khói cay xè khiến gã chọc phải che mặt rút đuôi Khi làn khói tàn đi Người đàn ông đeo mặt nạ nằm trên đất Bỗng biến thành một bao cát Gã chọc giáo giác nhìn xung quanh Biến đầu rồi Gã lào tới đạp thẳng vào bức tường Chạy đi đâu Gã chọc cầm lên Tên đa mặt nạ bị đè xuống đống gạch đá Nhưng vẫn cố sức dễ dụa Phải đến khi kiếm đồng du đâm vào cổ Mới chịu thôi Là Cao Sơn Vũ Tôi dò hỏi Tên đa mặt nạ ngừng một chút Bỗng cười phá lên <laughs> Sao biết là tôi Gã chọc lập tức Cởi áo choàng ra thì quả đúng là Cao Sơn Vũ Người có thể tự do ra vào nơi này Sau khi đánh Cao Sơn Tuyết bị thương Có thể dễ dàng thoát ra ngoài Thông thuộc địa hình tới vậy Biết được đâu là phong ấn tối thượng để cướp Ê hey, Làm gì còn ai ngoài cậu Tôi đáp Phong ấn tối thượng là của tôi Tôi là người kế vị Của gia tộc này Cao Sơn Tuyết là cái thá gì chứ Cậu ta bức xúc nói thật sao mày dám ra tay sát hại cả bà nội vì tranh giành quyền vị mà cũng dám mạnh miệng cho rằng mày đứng đầu và xứng đáng kế vị sao tôi chế nhạo cao xuân vũ lập tức biến sắc hỏi tôi này mày nói bậy bạ gì đó hả à? tôi đừng có đóng kịch là mày giết chết lão bà đừng tưởng tao không biết tôi nhìn chằm chằm vào hắn ta dò xét <laughs> Ai cũng biết Tao sẽ là người kế vị Vậy tại sao Tao phải giết bà nội Người giết phải là con kia kìa Cao Sơn Vũ cười lớn Người có thể giết chết lão bà Chỉ trong một nhát dao Mà bà ấy không thể kêu lên một tiếng nào Hiện trường cũng không có dấu vết xô sát hay phản kháng Chỉ có thể là người mà bà ấy tuyệt đối tin tưởng thôi Cao Sơn Vũ đập tức phản bác Nói nên tin tưởng Cả hai đều được bà nội tin tưởng như nhau Tại sao người giết bà nội Không phải con đó mà là tao Đương nhiên Cao Sơn Tuyết cũng từng rơi vào diện tình ghi Nhưng hôm đó trùng hợp cô ta hẹn gặp tôi ở nhà hàng Khi tôi đến trước cổng sinh thự Cũng đúng lúc cô ta vừa về đến Từ lúc đó đến khi tôi vào Tới phòng của bà lão trên tầng Và phát hiện ra xác của bà ấy Chắc chắn không đủ thời gian để Cao Sơn Tuyết ra tay Chưa kể đến việc Lão bà và cô cháu gái vốn không quá thân thiết, Cao Sơn Tuyết lại luôn thẳng thắn muốn giành lấy vị trí kế nhiệm, nên lão bà chắc hẳn luôn để tâm đề phòng, không thể ra tay nhanh gọn thực hiện như vậy. Trường hợp của gia tộc Cao Sơn còn có một thế lực hắc ám nào đó chống lưng phía sau, và chính thế lực đó mới là thủ phạm thực sự, thì càng không thể nào. Tuy nhiên, biết được thực lực của lão bà đã tới mức nào, nhưng có thể đứng đầu một gia tộc hùng mạnh có vị thế trong âm nhân giới, trực tiếp tham gia phong ấn yêu ma quỷ quái. Phong ấn dư bát khổ tuy thất bại, nhưng có thể khiến ông ta phải e dè vì phong ấn mà lão bà tạo ra. Dựa vào những điểm này, tôi có thể chắc chắn tập lực của bái không phải hạng tầm thường. Dẫu sát thủ được cử đến có mạnh như thế nào đi chăng nữa, với tập lực của lão bà, chỉ ít cũng có thể đánh trả vài chiêu. Khi đó hiện trường chắc chắn sẽ phải để lại dấu sổ sát. Nhưng hiện trường hiện ra trước mắt tôi không hề có bất cứ sự xáo trộn nào. Thậm chí trong nhà còn không có một ai hay biết hay một tiếng động hét ra. Điều này hoàn toàn bất khả thi. Sau khi loại bỏ tất cả trường hợp vô lý, tôi đi đến một kết luận. Người giết chết bà lão chỉ có thể là Cao Sơn Vũ. Nhưng động cơ thực sự đằng sau hành động nhẫn tâm của hắn ta là gì thì tôi vẫn chưa đoán ra được. Cũng không thể nói ra với hắn rằng hôm đó tôi và Cao Sơn Tuyết đã gặp nhau ở nhà hàng. Vì thể nào hắn ta cũng phản bác rằng tôi và cô ta đã nảy sinh tư tình thậm chí còn có thể buộc tội tôi là đồng phạm với cao sơn tuyết và đang cố đổ tội cho hắn ta hôm đó mày không chỉ có một mình sau khi giết chết bà lão còn có một tên đeo mặt nạ giúp mày dựng hiện trường để đổ tội cho cao sơn tuyết nhưng không ngờ tao lại đột ngột xuất hiện phá hỏng kế hoạch của tất cả chúng mày và không may hiện trường tao nhìn thấy chính là hiện trường đầu tiên mày đã tham gia tổ chức áo tròn đen, có phải không? Tôi chất vấn. Từ khi nhìn thấy bộ dạng trốn thoát khi nãy của bọn chúng, tôi đã nhận ra ngay thế lực hắc ám đứng đằng sau chống lưng của gia tộc Cao Sơn, chính là tổ chức áo tròn đen. Nhưng Cao Sơn Vũ vẫn một mực chối tội, buộc tôi phải đưa ra chứng cứ xác thực. Nếu không, hắn ta sẽ kiện tôi tội vô khống. Không bằng công chứng! Buông tao ra! Hắn ta lồng lên, nhưng gã chọc lập tức giữ chặt lấy hắn. Tôi nháy mắt ra hiệu, gã đừng mạnh tay quá. Tôi quay sang Cao Sơn Vũ, rồi lại nhìn đồng hồ, nói với hắn. Mày muốn có bằng chứng chứ gì? Được rồi. Nhân chứng sẽ tới ngay thôi, cứ bình tĩnh, ở yên đấy đi. Câu hộ, chưa cho mày đi, mày về ở đây. Gã chọc cầm kè. Bọn mày, bọn mày là cái quái gì? Đây là nhà tao, có tin tao giết lũ chúng mày không? Xem ra tên này bị nói chúng tim đen nên càng lúc càng tức giận lên rồi. Lúc này một bóng đen bỗng từ trên trời rơi xuống đất. Đến rồi. <laughs> Tôi nhìn Cao Sơn Vũ cười nhạt. Tiểu yêu tinh xuất hiện từ trong làn gói đen, chống lạnh nói. Thằng quỷ này, chạy nhanh thật đấy, mệt bỏ hơi tai mới bắt được. Còn không mau nói, con bé dẫm lên chân lưng tên áo đen, đeo mặt nạ, khiến hắn ta đau đớn hết lên. Trước đó đã bị con bé đánh cho nhiều tự rồi, nhưng tên kia vẫn cố nhẫn nhịn, cắn răng chịu đựng, nhất định không chịu mở miệng. Tiểu yêu tinh, bẻ một đốt ngón tay của hắn kêu lên răng rắc, khiến hắn ta đau đớn, muốn chết đi sống lại. Thuật sĩ chúng ta có một trăm cách tra tấn đảm bảo người được tra tấn sẽ trải qua đủ loại đau đớn sống không bằng chết nhưng đừng nghĩ đến chuyện tự tử không có thể được đâu tôi bắt đầu thấy sợ con nhỏ này rồi đó nó ngồi xổm xuống bên cạnh tên đeo mặt nạ nói nhỏ hay là ta cắt bỏ tam hồn của ngươi sau đó nhét muối vào khi đó tâm trí của ngươi sẽ chỉ có muối và muối rồi ta sẽ dùng phù thuật khiến cho ngươi bất tử mỗi một ngày lại lôi tam hồn của ngươi ra rồi nhét thứ khác vào, giống như nhồi thú bông. Cha, mới nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi đó. Nhìn thấy vẻ mặt vui thích của tiểu yêu tinh, tên đeo mặt nạ biết rằng nếu không nói thì con bé sẽ làm thật, nên ngay khi bàn tay con bé vừa chạm đến đỉnh tàu, tên này cựa mình liên tục như thể hắn ta cực kỳ sợ hãi. Cuối cùng, hắn cũng chịu thú nhận mọi chuyện và cầu xin chúng tôi hãy thả hắn. Ra. Nói hắn chỉ là cấp dưới được sai bảo làm nhiệm vụ, việc của những cấp cao hơn trong tổ chức, hắn thật sự không biết. Thằng khốn kiếp! Cao Sơn Vũ chừng mắt nhìn tên đa mặt nạ tức giận run cả người. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ nên hắn ta sợ hãi và căng thẳng. Lúc này, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cứ ngỡ đã thành công vỗng tay trên được tấm phòng ấn địa tạng. Thật không ngờ, để tôi bắt được còn vạch trần hết tội trạng của hắn ta. ta thật sự không hiểu Tại sao mày giết lão bà Đó là bà nội của mày kia mà Tôi có mày hỏi Trường 347 Sự thật hay <laughs> Vì sao à Vì bà ta muốn trao quyền cho con khốn đó Mà không phải tao Vì bà ta nói Nó thông minh hơn Thích hợp trở thành người kế vị hơn tao <laughs> ta không bằng nó chỗ nào. Tại sao bà ta muốn phá bỏ quy tắc? Người đứng đầu gia tộc Cao Sơn phải là tao, là tao mới phải. Chỉ cần bà ta chết, tổ chức sẽ đưa tao lên thay thế. Là bà ta ép tao, bà ta phải dựa vào tổ chức. Bây giờ đây đến lượt tao phải dựa vào tổ chức đoạt lấy những thứ thuộc về tao. Tuy Cao Sơn Tuyết cũng không tốt lành gì. Nhưng so với Cao Sơn Vũ thì nhận xét của bà lão hoàn toàn đúng và có cơ sở. Khi mọi hành vi phản nghịch và giết hại người thân của Cao Sơn Vũ bại lộ, trong mắt của anh ta đột nhiên dại đi, tuyệt vọng và hung ác. <laughs> Cao Sơn Tuyết, phong ấn mạnh nhất của gia tộc này, tao không có được, thì mày cũng không. Nếu không có phong ấn địa tạng, gia tộc Cao Sơn sẽ tận diệt để xem mày chống đỡ được bao lâu. Bà nội, bà mở mắt ra mà xem người kế vị. Cao Sơn Vũ cười lên khủng cục, chỉ thẳng hai ngón tay vào quận phòng ấn, lầm bầm câu thần chú. Máu trong cơ thể hắn ta đột nhiên sôi trở rùng rục, máu thịt bay tứ tung, liền sau đó xuất hiện một vòng xoáy trong không trùng. Chết tiệt, thằng khốn này muốn tự sát, muốn hy sinh máu thịt để mang theo phong ấn địa tạng cùng biến mất. Tiểu yêu tinh vội vàng tiến đến ngăn cản. Nhưng khi vừa đến gần, cơ thể con bé cũng nhanh chóng bị hút vào. Lực hút quá khủng khiếp, không còn cách nào khác đành phải lùi lại. <laughs> chúng mày có ngon thì lại đây! Lại đây chết chung! Cả sơn vũ điên cuồng hét lên. Lúc này cơ thể hắn ta đã thối giữa, mất một phần ba. Máu thịt bay khắp nơi, những phần cơ thể còn lại cũng đang bị bom xoáy không ngừng hút vào bên trong chỉ còn một phần đầu vẫn lơ lửng giữa bầu không khí tràn ngập quỷ dị. Nếu để tên này phá hủy phong ấn địa tạng, thì những nỗ lực vừa rồi của chúng tôi đều vô ích, không có phong ấn địa tạng, hai lớp phong ấn bên dưới cũng không thể gia cố. Thật không ngờ, thằng ngu này trông tuyệt vọng, lại dám dùng đến chiêu bài tự hủy, không chỉ tự sát, còn mang theo cả phong ấn tối thượng cùng với hắn. Phong ấn không thể bị phá hủy, đó là mạng sống của vô số linh hồn. Tôi không cho phép thằng khốn đó làm như vậy. Vào những giây phút cuối cùng, tôi đã kịp vung kiếm đồng su lên, nhộm thanh kiếm bằng chính máu của mình. Kiếm phát ra ánh sáng vàng rực, chém tới. Uy lực của kiếm tựa như cơn cuồng phong, lập tức sẽ nát phòng ấn của cào sưởng vũ. Vâng thưa quý vị Chúng ta kết thúc Tập truyện của ngày em hôm nay ở đấy nhỉ Phải nói tác giả của bộ truyện này rất đỉnh phải không quý vị Đặt mặt như lật bánh tráng Dẫn dắt chúng ta theo câu chuyện Mà chúng ta không biết được Đằng sau nó là như thế nào Cứ tưởng đây là sự thật rồi Nhưng mà một cú quay xe Nó lại bất ngờ hơn Đúng không ạ Không ai nghĩ rằng Cao Sơn Vũ có thể giết bà nội của mình và cũng không ai nghĩ rằng trong gia tộc cao sơn lại đục đục đến như vậy đây là một câu chuyện và chắc có lẽ tác giả cũng dựa trên những câu chuyện có thật để viết chứ làm sao mà nghĩ ra được nhiều quý vị nhỉ toàn bộ tình tiết uh, hãm hại lẫn nhau rồi uh, đi tìm ra sự thật rồi tất cả mọi thứ trong cái bộ chuyện nó, nó quá là liền mạch logic và nó quá là khiến cho chúng ta bất ngờ Và chúng ta đã kết thúc phần 4 rồi Ngày mai chúng ta sẽ bước sang phần 5 của bộ truyện này Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng hành đồng hành trên đồng hành cùng với hằng trên bộ truyện này xin lỗi quý vị đã nói lắp đồng hành cùng với hằng trên bộ truyện này cho đến thời điểm hiện tại gần 50 tập truyện là 50 ngày theo ạ phải nói một thời gian không phải dài nhưng cũng không phải ngắn và hy vọng rằng quý vị sẽ đồng hành cùng với Hằng cho hết bộ chuyện này. Và chúng ta sẽ sang một bộ chuyện khác, đúng không ạ? Đồng hành hết bộ này nhưng mà sang bộ khác chứ đừng bỏ Hằng lại nhé. Cảm ơn quý vị quý nhân rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau.